Dạ, xin mến chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Ngày mới cũng chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui ha. Mai thì tiếp tục ghé lại vườn của anh Bình quý cô chú tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Anh Bình giới thiệu đến quý cô chú một lô cây mới ha, cũng khá là nhiều loại, thì con mời quý chú cùng xem ủng hộ cho anh ha. Rồi, em chào tất cả các bà con đang xem kênh. Hôm nay giao lưu bà con một số bonsai nữa nha bà con. Thì đa phần bên em bán bonsai nhiều ha. Bên này em có một cặp mai nha. Dạ. Đó, rồi chiếu thủy trung nu linh sam, sam 86 gừa bông nha bà con. Sam trái luôn, được một cây hàm tiếu nữa nha. Đó. Thì hàm tiếu đang lên bông rất đẹp nha bà con. Thì mã số 1 nữa nè, 1H ha. 1H dạ. Là một cây mai nha bà con, mai siêu nụ luôn nha. Đó. Thì bà con liên hệ mua cây qua số điện thoại là 0967979438 nha. À, số có Zalo bà con kết bạn Zalo, mình có hình ảnh chi tiết chốt cây cho dễ nha. Mã 1H là một cây mai. Đó, một cây mai siêu nụ. Ở dòng này cây ghép được khoảng 3-4 năm rồi nha bà con, rất là già cành ha, phơm tàn ấm mịn rồi. Chiều cao là 66 tổng chiều dài tán là 90. Thì cặp này em ký gửi nha bà con. Dạ, yeah. Ghép 3-4 mùa anh ha. Đúng rồi, 3-4 mùa. Công chi nó lớn hết trơn anh ha. Đúng rồi, siêu nụ, nụ rất là nhiều luôn. Đây là những cái bông gió nó nở trước nè nha bà con. Dạ, yeah, quá trời nụ luôn ha chú. Đây, đây. Bông chùm không nha. Đó, yeah. Cũng mười mấy cánh nha bà con. Đó, thì cây này em đo cái hoành em báo nha. Này rực rỡ luôn anh Bình ha, mai vàng tươi luôn, anh Bình đỏ lộm luôn. 22. Rồi, 22. Thì cây này em giao lưu với bà con có giá là 3,2 triệu bao ship toàn quốc nha. Cho em coi cái gốc nó cái. Đó. Dán nằm bay bay. Dán nằm anh ha. Dạ. Ghép thì cốt chi lớn luôn chú ơi, 3-4 mùa rồi. 3-4 mùa. Còn tay mình hết rồi. 3,2 triệu bao ship toàn quốc nha. Rồi, trời cây này bỏ màu cho đi nha bà con. Rồi, mã số 2, 2H. Cái này thì giá 3 triệu nha bà con. Cúc thọ hương ha. Bông cúc thọ hương thì cánh nó rất là nhiều luôn nha bà con. Này cũng 3-4 mùa rồi nha. Chiều cao là 90. Tán ngang như vậy là 83. Cái này đang lên hoa đẹp nha bà con. Cúc thọ hương gốc tứ quý mà ghép nó này rất là lâu ha. Dây thì xả dây hết rồi. Hoành ở đây là 17 nha. Hoành cũ này khoảng 29. Tổng chiều cao á là 90. Chiều dài tán là 86 nha. Cái chì nó quá lớn anh ha. Đúng ghép rồi. Nó liền hết trơn luôn quý chú ơi. Này liền hết rồi. Này mình hết thấy dấu ghép rồi nha bà con. Hết thấy mắt ghép. Ngón tay mình bự hơn luôn á. Thì cái này giao lưu bà con giá 3 triệu nhưng bao ship toàn quốc nha. Bóc bầu cho đi nha bà con. Đó. 3 triệu anh ha. Dạ. Rồi, cúc thọ hương. Rồi, tiếp theo mã số 3H. 3H là một cây linh sam 86 ha. Ở cây đựng cây rất là già cây rồi. Đó. Thì cây này dáng nó đổ lại nhìn đẹp nha bà con. Đông cao cành gớt lại nha. Mặt hàng quen thuộc. Chiều cao là 62. Đó, tổng cái mà chiều mà cành gớt chiều đổ xuống này là 48 nha. Ngang như vậy là 26 thì cây này đang chuẩn bị lên hoa nha bà con. Đó. Dạ. Cây này cái nhánh tươi á, từ cái nhánh tươi mình làm lũa ra rất là đẹp luôn nha. Vị trí này ở đây là 15 rồi nha bà con. Hoành 15 ha, cũ là 28. Thì cái này em giao lưu bà con giá là 1,700,000, em bao ship toàn quốc nha. Ở cái này khoảng 20 ngày nữa thôi, cái vàng lá lên mình một cái rất là đẹp luôn nha. Rất là nghệ thuật cái này nha bà con. Mã 3H nha. 4H. 4H là một cây sam siêu bông. Đó. Đổ mà lùa nữa anh ha. Đúng rồi, đổ lùa. Đổ mà gió lùa luôn. Này cao như vậy là 20, chiều dài tán như vậy là 32. Nó hoành khoảng 10 nha bà con. Đó, thì cây này đế khá quá nha. Đang lên hoa. Thì cây này em giao lưu với bà con có giá là 500,000, em bao ship toàn quốc nha. 500 thôi 500 hả? Bao ship toàn quốc. Dạ, dán đổ mà phong thì gió lùa. Rồi, tiếp theo. Một cây trực pin, cây chiếu thủy da đen lá lớn nha bà con. Ở dòng này mình nuôi một thời gian nữa mặt cắt liền ha, cốt cành to lên cái thì cây giá trị nó cũng cao nha. Này được sắp đế ha, sắp đế rồi chặt đế gọn lại rất là đẹp nha. Dán trực pin nha. Chiều cao của cây là 20, chiều dài tán như vậy là 36. Hoành như thế này là 24 nha bà con. Đế đều hết bốn mặt ha. 1,100,000 em bao ship toàn quốc một cây da đen lá lớn nha bà con. Chiếu thị da đen lá lớn mã 5H. Rồi, 1,100,000. Rồi, 6H cũng đồng giá là 1,100,000 luôn.
Cây này khoảng nửa tháng nữa thì vàng đọt non lên là kèm theo bông nha. Chiều cao cây là 20, chiều dài phơm tán này là 42, đế bệt đúng không? Quanh này là 24 nha bà con. À, vạch đế cũng khá to nha. Ở cái này cũng giá 1.1 triệu, em bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. Mã số 6H. Tiếp theo 7H là một cây si Đài Loan nha bà con. Bà con gừa bông nha. Dạ, một cây gừa bông. Cốt cành rất là to ha, xương dâm dày mịn hết rồi nha. Đó. Đây là mặt tiền cây nha. Chiều cao của cây là 39, tổng chiều dài tán này là 60. Hoành vị trí này 25. À, dạ. Cái đế dài chải này nha. Lệnh 24. Cây này thì em giao lưu bà con giá là 1 triệu em bao ship toàn quốc, em bó bầu cho đi nha. 1 triệu thôi anh ha. 1 triệu. Dạ, rồi. Tiếp tục luôn. Rồi, tiếp tục là một cây sam song hình. Một cây dáng bay. Cây này rất là già cây nha bà con. Rất là đẹp rồi nha. Thì chiều cao của cây, chiều cao cây là 38, tổng cái chiều dài tán bay này ha là 77 luôn. Cái xương chi này nó dày lắm chứ mà rất nó là dày to nha. Ha. Cốt to chân rồi. Đó. Siết dày hết rồi. Cái này mình tháo được rồi. Đây cái hoành em lấy vị trí này là 22 nha. Thì cây này em giao lưu bà con giá là 900, em bao ship toàn quốc. 900 thôi anh hả? 900 nghìn thôi. Cây này dễ chơi quá cô chú ơi. Đây nè, rễ nó xuống tới cái này. Đó, em bao ship cho mình toàn quốc nha. Cây thuần chậu rất là lâu rồi. Cắt bầu vô chậu được rồi. Là rồi, đây cũng là một cây dáng bay luôn, đồng giá nha bà con. Đó, cây này cũng 900 mà em không có ship cái chậu này nha. Đó, cái chậu này thì em không ship đi được 900 nha. 900 thôi cô chú. Chiều cao, chiều cao là 36, tổng cái chiều dài tán này là 77. Chi to to hết rồi ha. 3-4 nước dây rồi ha. 3-4 nước dây hết rồi. Hoành vị trí này là 20. Cốt cành rất là to già luôn. Đó, cái này về vô chậu đẹp đã nha bà con. Này khi đi thì em bó bầu ha. Vô chậu đẹp thì cây rất là lên nha. Đó, cây này thì em giao lúa bà con cũng đồng giá là 900, em bao ship toàn quốc nha. Mã số 9H cho nha. Mã số 9H nha bà con. Này 3-4 nước dây hết rồi nha. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Rồi, tiếp tục là mã 10H. 10H là một cây siêu bông nha. Siêu bông. Cây siêu bông. Đó, thì cây này thì cốt cành của nó to, phơm tàn ấm mịn. À, nó rất là quái cây luôn. Cao là 36, chiều dài tán là 66. À, cái hoành vị trí này á, là 13, gần 14 rồi nha. Cái cũ đây là 19. Đó, bà con mình xem cái đường thân nó co lắc này nha. Đó, dàn phơm xương thì rất là dày luôn. 600 ngàn, mã 10H, em bao ship toàn quốc, em bó bầu cho đi nha. 600 luôn anh ha. 600. 10H nha bà con. Rất là dễ chơi, mềm. 11H, 11H là một cái kim giòn nha. Cái này lên sân hô ha bà con. Kim giòn rất quái anh ha. Rất là quái luôn, cây này già, rất già rồi. Cao là 20, tổng chiều dài tán là 44 nha. À, tổng của hoành đế này 25. Ở trên đây là 18 nha. Này chân cái nha, lớn hơn nha bà con. Ở cây liền lạc không một thẹo gì hết nha. Rồi, mặt cắt thì không còn nha bà con, những mặt cắt lớn là không còn. Đây. Đó mình xem cây này rất là đẹp luôn, cây này lên lá, lên tược, lên hoa là nhìn rất là mê nha bà con. Quái cây anh ha. Dạ, cái này thì em giao lưu bà con giá là 1 triệu 2 nha. Cho em vòng, vòng vòng. 1 triệu 2 nha bà con, em bao ship toàn quốc nha. Đây, mặt xa ha. Yeah. Cây này thì nhìn cực kỳ đẹp nha bà con. Rồi, tiếp tục giúp em. Rồi, tiếp theo, mã số 12H là một cái tiểu cảnh ha. Sam 86, thân lũa lũa một tí nha. Chiều cao cây, đó là 33, tổng chiều dài tán này là 38 nha. Linh Sam 86 nha bà con, cốt cành rất là già to rồi nha. 17 là hoành nha, cái này em giao lưu bà con giá 600, chọn bộ này nha. Lưu ý giùm đá này đá gời nha bà con. Đó, về mình có thể mình di chuyển chỗ này chỗ kia mình chắc theo ý thích của mình nha. Rồi tiếp theo, mã số 13H, cây me chua nha bà con. Cao như vậy là 39, chiều dài tán như vậy là 59 nha. Ở dòng me chua nha, lá này rút rất là nhỏ rồi. Cây này rất là quái và đẹp nè. 34 nha, đó là cũ. Hoành đây là 17, 800 ngàn em bao ship toàn quốc nha. Đó, 800 ngàn. Một cây me chua rất quái và đẹp luôn. Rồi, tiếp rồi cây này cũng đồng giá là 800 luôn nha bà con. Mã 14H cũng một cây me chua. Dạ. 700 thôi bà con ơi. 700 thôi. Dạ, 700. Cây này 700 rồi quý cô chú. Cao 48. Lời lắm luôn. Ngang là 63. Cây quái.
hoành nó là 16 nha bà con, ở 700.000 em bao ship toàn quốc thì form toàn định hình hết. Cái này chỉ cần cái vàng tược nón lên cái mình tỉa là cây rất là mịn đẹp luôn đó. Cây dáng rất quái nha bà con, bóng bầu cho đi nha. Rồi tiếp theo là một cây chiếu thủy ha, và xanh lá lớn nha bà con mình xem cốt cảnh nè, rất là gục gịch luôn, lớn tay cái em trơn rồi đó. Thì cái nước này vừa điểm vô đó. Chiều cao như vậy là 32 tán ngang đó là 35. Đây rồi mình xem kỹ nha, thì những cái mặt cắt là không còn trên đây ha, bít hết trơn rồi, mặt cắt lớn rồi bít hết rồi. Đây một đường lỗ đây nha, đó có một đường lỗ đây nha bà con. Cái này có hoành đó là 23 nha, gần 24 rồi đó, hoành đế chạc cũng nở cũng đẹp nha. Đó, nó chỉ có một đường lỗ này, về bà con có thể xử lý áp lỗ vô là cây rất đẹp nha. Thì cái này em giao lúa bà con giá là 1,5 triệu em bao ship toàn quốc nha, này nuôi rất là lâu mới được gì nha bà con. Đã quá. Rồi tiếp theo là một cái sơ ghi đó, dòng cây ăn trái nha. Chiều cao của cây đó là 28, tổng cái chiều dài tán này là 59 đó. Cây này rất là đẹp nha. Dạ. Rồi hoành vị trí này là 14. Cái này em giao lúa bà con giá là 1,000,000 em bao ship toàn quốc nha. Một cây sơ ghi dáng bay nha đó, định hình phơm tàn rồi ấm mịn rồi, chỉ cần nuôi thời gian cốt cành to lên trái nha. Dạ. Rồi ở cây tiếp tục luôn. Rồi tiếp theo mã số 17H là một cây sam trái xù nha. Ở chiều cao cây là 29, chiều dài tán như vậy là 42, đang lên trái lên bông luôn anh, đang lên bông lên trái nhiều. Luôn đây, cái củi đây là 18 nha, litty nè, hoành đây khoảng 10-11 nha. Cái này được cái nó rất là già cây nha mà con, sam xù, sam trái xù ở mỗi đợt nó lên bông lên trái là gai dần nha. Đây những cái đợt này lá lên trơn rồi đó. Thì cái này em giao lúa bà con giá là 1,000,000 em bao ship nha. Dạ. Rồi. Rồi mã tiếp theo là một cây hàm tiếu nha bà con đó, còn gọi là cây dạ hợp hương nữa nha đó, nó cũng khá nhiều tên nha bà con đó. Thì cây này cái hoa thì luôn, hoa đang lên rất là gỗ ha, hoa rất là to, mùi thơm á, rất là thơm về đêm nha bà con. Dạ. Ở về đêm thì nó nở rất là thơm à, nó nở ra vậy đó anh ha, nó nở xè ra vậy nè, nó nở xong này nó rụng rồi còn cái nhụy thôi. Dạ. Đó. Chiều cao của cây nó nở vậy nè, chiều mùi cao cây là 94, tán ngang như vậy là 69. Đó, cây này đế rất đẹp nha, cây này trồng cũng 3-4 năm mới được gì nha bà con, dòng này rất là lâu lớn nha. Hoành đây là 8 nha, ở nguyên một bể củ khá to, củ quá, củ đẹp. Thì cái này em giao lúa bà con giá là 800, em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số 18 ha, 800, 800 cây, bao ship toàn hàm quốc, tiếu. Cây hàm tiếu nha. Hoa nó thơm giống mùi trái thị chín đó chú, trái thị thơm. Rồi tiếp theo mã số 19H đó là nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha bà con. Chiều cao này là 49, tán ngang như vậy là 44, hoành vị trí này là 22, yếu một tí nha. Yeah. Thì cái này em giao lúa bà con giá là 700, em bao ship toàn quốc ha, cốt cành một chi một nhưng lên cái form rất là lớn ha, già rất là già rồi, dáng bay bay nha, khá là đẹp ha. Yeah. Rồi rồi tiếp luôn. Theo mã số 20 là một cây cần thăng nha bà con. Ở cần thăng form toàn ấm mịn ha, dòng cần thăng thì chơi phong thủy nha, cần cù thăng tiến, cao là 29, chiều dài tán này là 42. Ở củ này rất là to luôn. Đây cái củ này tổng cái hoành củ này là 53 rồi. Đó, cái này thì em giao lúa bà con giá là 700, em bao ship toàn quốc cho mình nha. 700.000. Đây. Đó, này phơm tàn thì ấm mịn rồi. Đó, nó đang thay da nha bà con. Đó, nó lên da cớm bắt đầu nó thay da nha. Đó, nguyên một cái ức này khá là to luôn, hai tay bụm không hết rồi ha. Dạ. Đó, 700 mã 20H nha. Cái này cũng là cuối clip nha bà con. Thì quý lính Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con. Chúc mong được sự ủng hộ của bà con. Bà con xem kênh thấy hay chia sẻ và đăng ký kênh. Em chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ rồi, em chào anh Bình và hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những clip tiếp theo.